Chào quý vị và các bạn nhỏ của chương trình Thiếu Nhi. Các em ơi, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhiều đơn vị trường học trên địa bàn huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức những chương trình hoạt động trải nghiệm cho các bạn học sinh để các bạn ấy có những kiến thức thực tế hơn về cuộc sống đấy. Hòa chung khí thế đó, trường tiểu học Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức hoạt động trải nghiệm Chúng tôi là chiến sĩ đấy các em ạ. Điều này không chỉ nhằm giúp các bạn học sinh trang bị những kiến thức về môi trường quân đội mà còn rèn luyện tác phong, ý thức kỷ luật nữa đấy. Chúng mình hãy cùng chị tìm hiểu xem những hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn này nhé! Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các bạn học sinh và các thầy cô giáo trong trường biểu diễn đấy các em ạ. Các tiết mục văn nghệ vui nhộn đã tạo được không khí phấn khởi, háo hức cho chương trình. Tham gia hoạt động trải nghiệm có hai đội chơi mang tên Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót và Tô Vĩnh Diện. Mỗi đội sẽ phải trải qua 3 phần thi là phần chào hỏi, thi tài năng và thi thử thách đấy các em ạ. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu từ ý tưởng, trang phục đến cả đạo cụ nên các phần thi diễn ra vô cùng sôi động và hấp dẫn, đã thể hiện kiến thức hiểu biết về lịch sử của các dân tộc Việt Nam cũng như sự sáng tạo của các bạn học sinh. Phải tập luyện rất là vất vả để có những tiết mục như ngày hôm nay ạ. Đối với tiết mục nhảy thì mỗi buổi chiều thì chúng con phải ở lại để tập nhảy. Chúng em cần cùng nhau cố gắng để cho tiết mục thật hay ạ. Rất cảm ơn các thầy cô vì đã tập luyện cho chúng con để được thành công hôm nay ạ. Ấn tượng và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các thầy cô giáo cũng như các bạn học sinh toàn trường chính là phần thi thử thách. Ở phần thi này, các chiến sĩ nhí của chúng ta sẽ phải bo, trườn, chạy lắc léo qua các vật cản để miêu tả hành động các chiến sĩ vận chuyển, mang vác súng đạn trong quá trình hành quân. Bằng cách các đội chơi sẽ cầm bóng, bật nhảy bằng hai chân vào các vòng tròn lớn, bước một chân vào các vòng tròn nhỏ, sau đó chui qua các đường hầm, vượt qua chướng ngại vật, chạy theo đường rích rắc, bật nhảy bằng hai chân qua hai chướng ngại vật và đưa bóng vào rổ. Sau khi chiến sĩ thứ nhất đưa bóng vào rổ thì chiến sĩ thứ hai mới được xuất phát. Trong thời gian 5 phút, đội chơi nào giành được nhiều bóng nhất, đội đó sẽ giành được chiến thắng đấy các em ạ. Để đạt thành tích cao, các chiến sĩ tí hon của chúng ta phải nhanh nhẹn, dẻo dai và khéo léo trong từng động tác, hành động đấy. Con thấy cái hoạt động trải nghiệm của ngày hôm nay rất là vui và con rất tự hào về đội của mình vì đã rất cố gắng để cho chúng con có chiến thắng được ngày hôm nay ạ. Con thấy chắc chú bộ đội rất là nhanh nhẹn, dũng cảm và luôn luôn bảo vệ Tổ quốc ạ. Con mong muốn là nhà trường luôn luôn tổ chức cho chúng con những hoạt động như này để cùng vui chơi và cùng giải trí ạ. Con sẽ cố gắng học tập để mà sau này xây dựng một đất nước thật lớn ạ. Hoạt động trải nghiệm Chúng tôi là chiến sĩ với mục đích giúp cho các bạn học sinh được trải nghiệm thực tế với vai trò một người lính, giúp các bạn ấy hiểu thêm về công việc, sự rèn luyện gian khó của người chiến sĩ Việt Nam. Đồng thời, qua đó cũng giúp cho các bạn học sinh của chúng ta tự rèn luyện bản thân, tinh thần làm việc tập thể, kiên cường, vượt qua khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Từ đó, góp phần giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, noi gương anh bộ đội Cụ Hồ.
thì ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã chỉ đạo các cái tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cho cả năm học để tổ chức các hoạt động trải nghiệm thông qua các cái tiết hoạt động lớp, sinh hoạt với cờ, rồi các cái hoạt động trải nghiệm thông qua các cái ngày nghỉ lễ lớn trong năm. Ví dụ như là đợt này là tổ chức kỷ niệm hướng về ngày 22 tháng 12 thì nhà trường cũng đã tổ chức cho các con cái chương trình Chúng tôi là chiến sĩ để giúp cho các con ôn lại truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, giáo dục cho các con lòng tự hào, thế rồi là rèn luyện cho các con phẩm chất và cái tác phong của anh bộ đội Cụ Hồ. Đối với chương trình giáo dục phổ thông mới thì hoạt động trải nghiệm đang là một trong những hoạt động giáo dục bắt buộc trong trường học nhằm tạo cơ hội cho học sinh được tiếp cận thực tế, nâng cao hiểu biết, kỹ năng nhằm phát huy tính sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống của các em học sinh. Nhiệm vụ này đang được các trường học triển khai rất hiệu quả và sáng tạo. Với mục đích giúp học sinh có thêm hiểu biết về lịch sử, nhất là các điểm di tích lịch sử thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ, từ đó góp phần bồi dưỡng tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước. Vừa qua, trường tiểu học xã Thanh An, huyện Điện Biên đã tổ chức cho hơn 300 em học sinh nhà trường đi tham quan tại một số địa điểm di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đấy. Chị chào tất cả các em! Các em có biết chị đang ở đâu không? Chị đang đứng dưới chân tượng đài của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đấy. Đây cũng là một trong những điểm đến tham quan của các bạn trường tiểu học xã Thanh An của huyện Điện Biên. Chúng mình hãy cùng tìm hiểu xem hành trình trải nghiệm của các bạn đấy như thế nào nhé. Nào, xin mời các em. Mở đầu hoạt động tham quan, ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo, học sinh và cả phụ huynh đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ A1. Các em ơi, nơi đây hiện có 644 ngôi mộ là những cán bộ, chiến sĩ quân đội đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngoài 4 ngôi mộ có tên là các anh hùng liệt sĩ Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn và Trần Can thì hầu hết đều là những ngôi mộ chưa biết tên. Với tấm lòng thành kính, các thầy, cô giáo, phụ huynh và học sinh trường tiểu học xã Thanh An đã thắp từng nén hương lên các phần mộ để nhắc nhở bản thân phải noi gương khi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, hòa bình và hạnh phúc ngày hôm nay. Hành trình tham quan tiếp theo của các bạn học sinh trường tiểu học Thanh An chính là Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đấy các em ạ. Nơi đây đang lưu giữ hàng trăm hiện vật vô cùng giá trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng như quân đội Pháp sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đến đây, bạn nhỏ nào của chúng ta cũng háo hức, thích thú và còn xúc động nữa đấy. Bởi vì các hiện vật này, các bạn ấy chỉ được học trên sách vở và xem trên TV thì nay đã được trực tiếp nhìn thấy. Nhất là sau khi được nghe hướng dẫn viên giới thiệu chi tiết từng hiện vật, những câu chuyện hào hùng xung quanh chiến dịch Điện Biên Phủ càng giúp các bạn nhỏ của chúng ta hiểu hơn về quá trình đấu tranh, bảo vệ độc lập dân tộc của các thế hệ cha ông. Những điểm di tích lịch sử con được nghe bố mẹ và học qua sách vở ạ. Đây là lần đầu tiên con được đến các điểm di tích lịch sử và con thấy rất vui và hào hứng ạ. Con cảm thấy rất là vui khi được đi thăm, nhưng con thích nhất là bảo tàng. Vì bảo tàng có tranh ảnh và những vật hình được mọi người tìm thấy trong cuộc chiến tranh. Các anh hùng đã hy sinh và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Điểm đến tiếp theo của các bạn ấy chính là hầm Đờ Cát và tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ đấy các em ạ. Những điểm di tích này đang là minh chứng, tái hiện rõ nét về chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Tuy là lần đầu tiên nhà trường tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm tìm hiểu về lịch sử, thế nhưng công tác tổ chức cũng như đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình đi lại đã được nhà trường cũng như phụ huynh quan tâm đặc biệt đấy các em ạ. Để an toàn cho các con thì phụ huynh học sinh cũng tổ chức đi cùng các thầy cô giáo cùng nhà trường tổ chức để đưa các con đi tham quan cùng nhà trường cho nó an toàn. Phụ huynh chúng tôi cũng rất mong muốn là nhà trường có nhiều tổ chức hoạt động hơn nữa để cho các con đi học hỏi, để biết thêm nhiều về lịch sử của Điện Biên mình ạ. Với cái ý nghĩa muốn các em được trải nghiệm trên thực tế, không sau khi học qua sách vở, để các em
hiểu được về ý nghĩa của ngày thành lập Quân đội Nhân dân và qua đó giáo dục truyền thống lịch sử của đất nước đối với các em. Hoạt động tham quan trải nghiệm đầy ý nghĩa này đã giúp cho các bạn học sinh trường tiểu học xã Thanh An, huyện Điện Biên nhận thức sâu sắc về các sự kiện, di tích lịch sử trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, từ đó bồi dưỡng tình yêu, lòng biết ơn và niềm tự hào về quê hương, đất nước Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, vừa qua, gần 400 thầy cô giáo và học sinh các trường Mầm non mùng 7 tháng 5, Mầm non Thanh Bình của thành phố Điện Biên Phủ và trường tiểu học xã Thanh Luông, trung học cơ sở Thanh An của huyện Điện Biên đã đến tham quan và chúc mừng các chú bộ đội thuộc Trung đoàn 82, Quân khu 2 đấy các em ạ. Tại buổi tham quan, ban giám hiệu, giáo viên cùng các bạn học sinh 4 trường đã gặp gỡ, giao lưu văn nghệ và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 82 nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam đấy. Sau đó, các bạn học sinh của chúng ta đã được tham quan nơi làm việc và sinh hoạt của các chú bộ đội. Trên khuôn mặt bạn nào cũng hiện rõ niềm vui, háo hức. Cảm xúc ấy, niềm vui ấy như được nhân lên khi các bạn học sinh của chúng ta trực tiếp được chứng kiến các chú bộ đội duyệt đội ngũ, các chú luyện tập võ thuật, hướng dẫn cách gấp chăn màn và tham quan ao cá, vườn xanh tốt nữa đây. Tại buổi tham quan, các bạn học sinh đã được trò chuyện, giao lưu với các chú bộ đội, được nghe kể về công việc, đời sống sinh hoạt của các chú và cùng hát vang các bài hát ca ngợi về quê hương, đất nước, về chú bộ đội thân yêu. Đây thực sự là một hoạt động ngoại khóa, tăng cường kỹ năng sống đầy ý nghĩa và bổ ích đối với các bạn nhỏ. Hồi mẫu giáo thì em đã thấy hình ảnh của các chú bộ đội rất đẹp. Hôm nay liên đội trường tiểu học Thanh Luông tổ chức một buổi tham quan trung đoàn bộ binh 82. Em được trực tiếp xem các chú biểu diễn võ thuật, diễu hành, được tham quan nơi ăn trốn ở của các chú. Em lại thấy hình ảnh chú bộ đội đẹp hơn bao giờ hết. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc được tham quan nơi ở và xem các chú biểu diễn hành quân. Em rất vui và tự hào. Em hứa sẽ học tập giỏi, đạt được nhiều thành quả tốt trong học tập để không phụ lòng các chú ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Qua hoạt động này, các bạn học sinh của chúng ta, nhất là các bạn nhỏ có cơ hội được trải nghiệm thực tế, khám phá về công việc, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các chú bộ đội, giúp các bạn ấy có ý thức học tập, rèn luyện tích cực hơn nữa để trở thành con ngoan, trò giỏi đấy. Trước khi đi thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo giáo viên các lớp là hướng dẫn, giáo dục căn dặn các cháu là khi đi thì thứ nhất là phối hợp với phụ huynh là chuẩn bị cho các cháu là mặc đủ ấm và cũng mang tính chất là được đồng phục cho từng lớp, từng người theo và theo cả khối. Và các cháu là đi dép quay hậu hoặc giày để cho tiện cái di chuyển và đảm bảo an toàn. Một nữa đó là chúng tôi đã bố trí cứ mỗi lớp mẫu giáo lớn đấy ạ thì là một xe ô tô và trong đó thì có hai cô giáo trực tiếp của lớp đó cộng với một ban giám hiệu đi kèm để điều khiển cũng như đảm bảo an toàn cho các con. Khi đến đây thì không những các con mà các cô giáo chúng tôi, cán bộ ban giám hiệu và các cô giáo thì cảm thấy là đúng là một buổi hoạt động tham quan đầy bổ ích và ý nghĩa. Và tất cả các cô và cũng như các con là đều rất là vui mừng, phấn khởi và tạo được cái ấn tượng tốt cho cái buổi này ạ. Buổi tham quan là món quà ý nghĩa, mang lại nhiều niềm vui, phấn khởi và sẽ là một kỷ niệm đẹp trong ký ức tuổi thơ của các bạn học sinh. Đến đây, thời lượng phát sóng của chương trình Thiếu Nhi Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau nhé. Tạm biệt các em!